Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay em pha thuốc để đi xịt cái bệnh tháng thư trên lá. Thì sẵn em làm clip để em quay lại cái quá trình em xử lý cái cây này để chia sẻ với cô chú anh chị chơi cây ở nhà cho vui. Thì cái sắc lá như thế này nè, cái cây nó đang rất là xanh mà nó bị nổi như thế này nè. Là nó không phải là vấn đề bị ở bộ rễ, tại nếu bộ rễ mà nó bị hư thì nguyên cái hệ thống lá nó sẽ vàng vàng từ từ hết, nó xuống màu hết, nó ngã vàng từ từ, là nguyên cái lá từ trên đến lá cuối. Còn cái lá đang xanh mà ở trong nó bị như vậy nè, là do nấm nó ký sinh ở đây nè, rồi nó cứ ăn riết những cái tế bào nó chết thì nó khô, nó thành màu vàng thôi. Nấm nó đã hút hết nhựa cái chất nguyên sinh của tế bào á, làm cho tế bào nó chết thì nó bị là những tế bào chết rồi nè. Đó, nó lây lan qua nấm, nó lây từ lá này qua lá khác nè, và nó có thể lây từ cây này qua cây khác luôn nha. Nên nói chung thì trên lá mai nó có một số cái bệnh như là tháng thư, rồi rỉ sắt, đốm lá, rồi cháy rìa lá do vi khuẩn nữa. Về vấn đề cháy rìa lá thì nó có do vi khuẩn, rồi do rễ nó bị hư úng nước, hoặc là do mình phun thuốc quá liều nữa. Còn có một loại cháy rìa lá do cái này là rỉ sắt nè, đốm. Cái rỉ sắt này rất là dễ bị nhầm lẫn với bị nhện đỏ ăn nha. Nhện đỏ ăn nó cũng đốm. Nhện đỏ thì nó thuộc về bên sâu à, còn rỉ sắt là thuộc về bên bệnh của lá. Thì cây mai nói chung có khoảng 4 loại bệnh thôi. Thuốc trị của nó thì tuy là 4 loại nhưng mà thuốc trị thì nó là đa số là các loại thuốc lát nữa em sẽ quay. Thì thuốc nó phun một lần là nó trị 4 bệnh đó luôn chứ. Mọi người coi nó ăn hư cái lá hết. Thì mình xử lý trước tiên là những cái lá này mình lặt bỏ hết nha. Lặt bỏ hết đi. Tại vì mình cách ly mấy cái vi khuẩn này nè ra khỏi cái những cái lá còn nguyên kia, nó sẽ không lây qua những lá kia nha. Lặt bỏ đem đốt, đem hết đốt hết những cái này đi mọi người. Hoặc bỏ nó đi thật xa, nó không có lây, nó còn cái nguồn bệnh nó lây cho những cái mai khác. Lặt hết nha. Đầu tiên là mình phải lặt bỏ hết mấy cái này. Đây nó lây qua cái này. Nó lây qua cái này. Đó. Nó cũng gần nhau thì nó lây qua. Cái lá đang xanh nè, nó bị nè. Cái cây này lá đang xanh đang tốt nha, mà nó bị vậy là nó bị tháng thư á. Khu vực em để cây bên đây nè, bị tháng thư rồi nè. Lọc bỏ đi mọi người. Sẵn nó có sâu đây nè, thì đó em pha thuốc sâu vô luôn, vừa xịt sâu vừa xịt bệnh luôn. Vấn đề sâu bệnh là mình phải xịt phòng thì nó tốt hơn nha. Tới hồi mà nó bị như vậy nè, phải lặt bỏ lá rất là uổng nha. Lá là cái bộ phận quan hợp để tạo nhựa cho cây, mà nếu mà mình lặt bỏ bớt đi lá thì rất là uổng. Nếu mà nguyên cái cây nó bị hết thì nguyên cái bộ lá nó hư, và bộ lá nó ra khoảng 2 lần mà hư hết 2 bộ lá là coi như cái cây nó sẽ suy luôn nha. Đó, từ cái này nhả qua cái này mọi người. Khi mà tháng thư nặng á, nó ăn hết cái này, cái mọi người đụng vô cái lá là nó rớt xuống nè, nó ăn rồi nè. Cái này là mới chấm bị nữa, bị vậy nè, bắt buộc phải lặt bỏ hết nha. Chứ thuốc thì mình xịt, lặt xong rồi mình xịt, chứ không xịt mà là không lặt lá mà xịt thuốc cũng không có tác dụng trị mấy bệnh này đâu. Đâm lá nè, đốm lá này nó cũng do đốm lá rỉ sắt này cũng do vi khuẩn nó gây ra thôi. Nói chung thực vật không chỉ cây mai mà cây gì nó cũng có bệnh hết, nên nông nghiệp mới có gọi là bảo vệ thực vật, bảo vệ cái lá cây nè. Rồi em sẽ đi pha thuốc nha mọi người. Trên đây là các loại thuốc mà trị bệnh. Thì em quay cho cô chú anh chị ở nhà mình chơi, mình nhiều khi tìm được loại thuốc nào thì mình dùng loại thuốc đó nha. Còn nếu mà em không mình ở chỗ mình bán có một trong các loại thuốc này là được rồi. Thì anh cho con nè, em quay cho mọi người xem cái hoạt chất của nó, hoạt chất này nè. Thì Robinet nè, thì nó trong đây nó có một cái dòng này, em thấy nó có chú thích ở đây mọi người. Này là ZN,
CN2 cộng là hiệu quả cao trong trên bệnh thán thư và an toàn cho bông, hiệu quả cao trên bệnh thán thư thì người ta đã ghi như vậy nè. Cái gốc này gốc sinh học, nó xịt nó cũng ít độc hơn nha. Cái tem nhãn bảo hộ an toàn này nó màu xanh dương thì nó cũng ít độc hơn so với màu vàng. Đó, nó có ghi hết là cái thuốc này cũng trị phòng và trị được khá nhiều bệnh nha. Khi các hãng nó sản xuất ra, nó đăng ký với cơ quan nhà nước đó, thì nó đăng ký là nó trị những bệnh này nè, nó có ghi đây hết nè. Cái này màu xanh lá cây là càng an toàn hơn nữa nha mọi người, xanh lá cây là gốc sinh học không, thì nó cũng có CN thôi, kẽm 2 cộng nè. Đó, thì cái hoạt chất nó khác, mycozep nè, nó cũng có ghi bệnh trị thán thư nè mọi người. Các loại thuốc bệnh này á, mình phải phun ít nhất là phun được 3 lần và cách nhau 7 đến 10 ngày nha mọi người. Nó giống như mình bệnh mũi thuốc tây vậy á, thường cũng phải uống 2 cữ trở lên. Có người uống 2 cữ hết, có người uống 4 cữ hết, hoặc là 6 cữ mới hết. Chứ uống 1 cữ không mà hết thì trị bệnh trên cây nó cũng vậy, nó cũng phải cách khoảng 7 đến 10 ngày mình xịt một lần, 7 ngày mình xịt một lần cho nó hết cái bệnh đó. Vấn đề chăm cây mai là thật ra là mình xịt cái các loại bệnh trên cây là xịt định kỳ, mình lúc nào cũng phải xịt hết á. Để cái lá mai nó cái thời tiết nó thất thường, nắng mưa thì nó rất dễ phát sinh ra những cái loại nấm vi khuẩn nó gây bệnh trên lá thôi. Dumingon cũng được mọi người. Cái hoạt chất của Dumingon thì nó có mycozep thì nó giống với cái hoạt chất này. Và nó có thêm một cái gọi là metasin nè, metalasin nè. Thì cái này nó người ta cũng có đăng ký là trị thán thư nè mọi người. Đây, thán thư nè. Cái thuốc này là nội hấp lưu dẫn nha, nó sẽ đi nó bảo vệ cây. Cốc tâm lâm cũng được mọi người, cốc tâm lâm là gốc đồng. Cốc tâm lâm này nó tới 85% nha mọi người, cái hoạt chất nó nồng độ nó cao lắm, 85% hoạt chất. Phụ gia nó chỉ có 15% thôi. Hoặc là mình dùng Anvin nè, Anvin nó cũng trị các bệnh đó. Thành phần của Anvin thì nó khác với lại mấy cái thuốc hồi nãy em quay. Nó trị thật ra các loại thuốc này mình khi mình phun á thì mình trị thán thư, và có thể nó các loại Anvin nó cũng trị được nấm hồng nè, nó trị được nấm hồng. Nếu mà nói về nấm hồng thì mình lấy Anvin nó mạnh, với lại cốc 85 nó cũng mạnh hơn. Hoặc tiêu super cũng được mọi người, tiêu super nó cũng nội hấp lưu dẫn, nó giống như Ridomingon. Thì trước giờ thì mọi người hay nghe nói là dùng thuốc sâu. Thuốc sâu thì phải quán thuốc, tức là nó giống như xe tua á. Một là lần thứ nhất mình xịt loại này, lần thứ hai mình xịt cái loại khác. Mỗi loại thuốc nó có một cái hoạt chất của thuốc nó khác nhau nha. Mình chuyển cái loại hoạt chất khác để trừ sâu, sau đó mình xây tua tới một cái loại thuốc khác nữa, rồi quay lại, quay vòng tròn lại. Ở đây em sẽ lấy ta siêu để em xịt. Này là 1.9 EC thì nó là 19 gram trên lít. Ở đây em sẽ pha cho cái bình 5 lít bình xịt cơ nha mọi người. Em thích dùng bình xịt cơ tại vì nó tiện lợi hơn, nó nhanh hơn. Thì ở đây mọi người thấy ta siêu nè, thì ở đây là nó ghi là 16 lít nước, mà nếu em xài 5 lít, cái bình này là tới đây là 5 lít nè, thì mình cái này mình chia 3, coi như 15 đi, mình chia 3, thì bên đây chia 3 là em sẽ xài là 2cc hoặc 3cc cũng được. Đó. Còn cái này 5 lít nước. Đây, thì em sẽ xài cái lượng như đây. Lượng như đây thì nó bằng với bằng
mà 3 muỗng cà phê đen nha mọi người, muỗng nhỏ muỗng cà phê đen á, 3 muỗng cà phê và 3cc cái thuốc ta siêu này. Phun, nhớ là phun vào sáng sớm hoặc chiều mát nha mọi người. Phun hút sâu với hút bệnh thì mình né lúc trời đang nắng nóng, lúc trời nóng mình phun lúc trời nóng mà gặp thuốc nữa là nó cháy cái lá, nó sượng cái lá của mình hết. Thì bây giờ em có thể phun được nè, trước 9 giờ thì mình vẫn còn có thể phun được. Rồi em tiến hành đi phun nè. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Thì clip này em chia sẻ về bệnh hán thư và một số cái loại bệnh khác trên lá của cây mai. Mình phun vừa cây nào chưa bị bệnh thì mình phun để phòng, mà cây nào có bệnh rồi thì thuốc này nó sẽ trị cái bệnh đó. Và mọi người nên phun định kỳ nha, định kỳ thì 10 ngày một lần. Cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.